Mến chào các em. Hôm nay trong video này cô sẽ giới thiệu các em dạng toán đốt cháy Esther. Dạng toán này thì khá là đơn giản ha. Cô sẽ giới thiệu một số bài cơ bản của dạng này. Chúng ta sẽ sử dụng viện phương pháp lập tỷ lệ để xác định công thức phân tử của Esther. Cô sẽ giải mẫu 1 đến 2 bài và phần còn lại các em thì sẽ thử sức để cùng dò đáp án với cô nhé. Rồi, câu đầu tiên. Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol ester, thu được 19,8 gam CO2 và 0,45 mol nước. Tìm công thức phân tử của ester. Như vậy, trước khi làm toán đốt cháy ester thì cô sẽ nhắc lại chút xíu về phương trình đốt cháy của ester no đơn mạch hở. Như vậy cô có nè. Khi đốt cháy ester no đơn chức mạch hở, cô có phương trình tổng quát dạng CnH2n O2 cộng cho O2 nè. Sản phẩm tạo ra được là CO2 và H2O. Hệ số cân bằng chỗ này sẽ là NCO2 đây và NH2O. Rồi, bằng cách đếm số nguyên tử oxy vế phải và vế trái thì cô sẽ tính được số mol oxy của cô ở đây sẽ là 3N trừ 2 chia 2. Vậy thì cô sẽ có nhận xét đầu tiên nè. Số mol CO2 và số mol nước bằng nhau. Thì cô sẽ suy ra được ester đó là no đơn mạch hở. Ester no đơn mạch hở, được chưa? Rồi, như vậy vận dụng cái kiến thức này vào bài tập đốt cháy ester. Giờ đầu tiên cô xét xem đề này nó chưa cho no đơn mạch hở. Chúng ta sẽ xét xem là cái mol CO2 và mol nước có bằng nhau không. Bây giờ cô sẽ tính ha. Cô thấy nè, mol CO2 của cô đề cho là 19,8 gam chia cho m lớn là 44. Như vậy cô sẽ được giá trị là 0,45 mol. Và lúc này nó bằng với số mol của nước. Bằng với mol nước. Như vậy cô kết luận ester đó là ester no đơn mạch hở. Suy ra ester no đơn mạch hở. Vậy thì để giải nhanh bài toán đốt cháy thì chúng ta sẽ sử dụng phương pháp lập tỷ lệ ha. Giờ các em xem cô lập tỷ lệ thế nào nha. Ở đây đề cho số mol của ester, số mol CO2 và nước. Như vậy cô sẽ đề không nhắc với oxy cho nên cô sẽ bỏ qua oxy chỗ này để cho mình rút ngắn được ha. Như vậy cô sẽ có ester của cô CnH2nO2. Rồi, chỗ này cô sẽ sử dụng mol CO2 để lập tỷ lệ. Tại vì mol CO2 và mol nước bằng nhau cho nên cô chọn một trong hai thôi ha. Rồi. Các em nhớ nè, nếu ở dưới là mol, dưới mẫu là mol thì trên tử sẽ là hệ số cân bằng. Hệ số cân bằng. Còn nếu ở dưới mẫu là khối lượng thì trên tử sẽ là phân tử khối của cái chất đó nhân với hệ số cân bằng. Được chưa? Nhân với hệ số cân bằng. Như vậy cô có nè. Mol CO2 là 0,45. Thì ở trên sẽ là hệ số cân bằng là N. Rồi. Ester đề cho là 0,15 mol. 0,15 mol. Vậy thì trên tử sẽ là hệ số cân bằng. Hệ số cân bằng của ester là 1. Như vậy hai tỷ lệ này sẽ bằng nhau. Vậy từ đây giải phương trình cô sẽ tìm được N sẽ có giá trị là bằng 3. N bằng 3 thì cô kết luận công thức phân tử của ester sẽ là C3H6O2. Chưa? C3H6O2. Như vậy đáp án của cô chọn ở đây đó là câu B. Rất là đơn giản ha. Rồi, vận dụng cách cô mới vừa hướng dẫn, các em sẽ cùng làm ví dụ 2 với cô nha. Bây giờ bài số 2 đề cho chúng ta là đốt cháy hoàn toàn 3,7 gam 1 ester đơn trước. À, ở đây đề đã cho luôn ester đơn trước.
thu được 3,36 lít khí CO2 và 2,7 gram nước. Tìm công thức phân tử của X. Vậy thì bây giờ chúng ta xét xem là ST này có no hay không, bằng cách là chúng ta sẽ so sánh mol CO2 và mol nước. Như vậy cô thấy nào, mol CO2 của cô V chia 2,4. Vậy ở đây cô sẽ có giá trị là 0,15 mol. Rồi, số mol nước đề cho 2,7 gram, như vậy cô tính được số mol cũng là 0,15 mol. Như vậy từ đây cô sẽ suy ra được ST của mình là no đơn mạch thở. Vậy cô viết luôn ha, cô viết luôn dạng công thức tổng quát. Rồi. Ở đây đề cho CO2 và nước đúng chưa? Như vậy cô sẽ chọn một trong hai chất để cô lập tỷ lệ. Rồi. ST đề cho là 3,7 gram. Như vậy ở dưới là khối lượng thì trên là phân tử khối của cái chất đó. Như vậy phân tử khối của chất này chúng ta tính nè. C là 12. 12 nhân với N cộng cho 1 nhân 2N và cộng cho 32. Như vậy ở đây cô sẽ có được là 14N cộng 32 bằng số mol của CO2 là 0,15. Rồi, phía dưới là số mol thì trên sẽ là hệ số cân bằng. Từ đây giải phương trình cô sẽ tìm được giá trị của N. Rồi, chúng ta cùng bấm máy tính để tìm giá trị của N nhé. Rồi, các em đã có đáp án chưa nè? Ở đây cô thấy N của cô có giá trị bằng 3. Để cô kết luận công thức phân tử của ST đó là C3H6O2. Được chưa? Vậy đáp án là câu B. Vì thế đây là những dạng bài tập cơ bản. Đây là những kiểu bài tập cơ bản của dạng đốt cháy ST. Các em thực, các em làm những bài tập này cho nhuần nhuyễn. Đến khi mà chúng ta gặp những cái bài phức tạp hơn, tức là vừa lòng đốt cháy, vừa lòng thủy phân, thì chúng ta sẽ giải quyết vấn đề nó sẽ gọn gàng hơn. Được chưa? Tại vì chúng ta đã có một cái kiến thức cơ bản rất là vững chắc. Chúng ta tiếp đến bài số 14. Đốt cháy hoàn toàn 0,09 gram STA đơn chất, thu được 0,132 gram CO2 và 0,054 gram nước. Công thức phân tử của ST là. Như vậy bài 14 này tương tự với bài số 2. Bây giờ cô sẽ cho các em thời gian để các em giải ha, và cùng chờ đáp án với cô. Các em đã có đáp án chưa nào? Đáp án của chúng ta đó chính là N của chúng ta có giá trị bằng 2. Và đáp án chọn đó là câu B, C2H4O2. Giờ cô sẽ ghi vắn tắt ra để các em dò lại nha. ST của cô là CNH2NO2. Rồi, tạo thành NCO2. Vậy tỷ lệ cô sẽ có là 14N cộng 32 chia cho 0,09 gram bằng N, hệ số cân bằng của CO2, chia cho số mol của CO2 là 0,003. Từ đây suy ra N có giá trị bằng 2. Được chưa? Rồi, tiếp theo đến câu số 15. Tương tự ha. Rồi, cô cho các em thời gian để suy nghĩ và chờ đáp án cùng cô.
Các em đã bấm máy ra được chưa nào? Chúng ta chỉ cần bấm gì thôi. Ở đây đề cho 6 gram este, 4,48 lít CO2 và 3,6 gram nước. Như vậy mol CO2 và mol nước bằng nhau đấy, cùng bằng là 0,2 mol. Vậy thì tỷ lệ cô sẽ có là gì? 14N cộng 32 chia cho 6 thì bằng N chia 0,2. Vậy đến đây mình sẽ tính được giá trị N bằng 2. Vậy thì este của mình có công thức phân tử là C2H4O2. Đúng rồi. Câu 16. Đề cho chúng ta đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol esterix rồi dẫn sản phẩm cháy đi qua dung dịch CH hai lần dư, thu được 20 gram kết tủa. Tìm công thức phân tử của X. Rồi, bây giờ câu 16 á, đề không cho dữ kiện CO2 và nước để chúng ta so sánh và lập tỷ lệ. Đề chỉ cho là số mol của este và dẫn sản phẩm cháy. Như vậy chúng ta biết là sản phẩm cháy của mình gồm có CO2 nè và nước. Vậy thì khi dẫn sản phẩm cháy này đi qua nước vôi trong dư thì thu được kết tủa, thì đó chính là do CO2 này tác dụng với CaOH hai lần để tạo ra kết tủa CaCO3 theo phương trình như sau. Nhưng mà khi làm bài á, chúng ta không nên viết phương trình này ra tại vì nó sẽ mất thời gian ha. Bây giờ ở đây cô giảng thì cô sẽ viết ra cái chỗ này là coi như là cô viết nháp nha. Như vậy thì CaCO3 này chính là cái 20 gram kết tủa đây. Như vậy các em thấy nè, mol của CO2 và mol của CaCO3 là bằng nhau. Đúng chưa? Mol của CO2 và mol của CaCO3 là bằng nhau. Như vậy từ khối lượng kết tủa này cô sẽ đi tính được số mol. Như vậy cái chỗ này là cô viết nháp ha các em, cô viết nháp ha. Như vậy cô có nè, mol của CaCO3 bằng 20 chia cho m lớn, phân tử khối của CaCO3 là 100. Cái chất này hay gặp thì các em nhớ được thì nhớ luôn phân tử khối cho nó làm bài cho nó nhanh. 0,2 mol. Vậy từ đây cô sẽ bằng luôn số mol của CO2. Được chưa? Như vậy các em thấy nè, ở đây đề cho mol của este, mình biết được mol của CO2 thì làm sao biết được số C? Giờ các em nhìn nè. Mình chưa biết cái este này là no đơn chức hay là không no đơn chức thì không biết. Nhưng mà chúng ta sẽ tính được số C theo công thức là mol của CO2 chia cho mol của este. Được chưa? Rồi cô sẽ thay số vào, cô có nè 0,2 nè, chia cho số mol este là 0,1. Vậy đến đây cô sẽ ra được là 2C. Vậy thì cái este của cô phải là este 2C. Như vậy trong các đáp án thì đáp án nào là este 2C? Vậy thì chúng ta sẽ thấy được là mình sẽ chọn được đáp án câu C. Ha, câu C. Các em lưu ý cho cô chỗ này ha. Số carbon thì bằng số mol của CO2 chia cho số mol của este. Chúng ta phải ghi chú lại chỗ này. Câu 17. Câu 17 là một cái kiểu bài kết hợp đốt cháy và thủy phân ở một cái mức đơn giản ha. Ở đây đề cho nè, đốt cháy thì thu được mol CO2 và mol nước bằng nhau. Như vậy từ cái câu này có nghĩa là cái este này nè là este no đơn. No đơn chức đó. Được chưa? Rồi, khi thủy phân este đó thì các em nhớ là khi thủy phân este đơn chức thì tỷ lệ 1:1 thì 6 gram este, thủy phân 6 gram este thì cần dung dịch chứa 0,1 mol NaOH. Như vậy bây giờ cô biết ra thế này để các em dễ theo dõi ha. Cái ý đầu tiên, mol CO2 bằng mol nước thì có nghĩa là este mình thuộc loại este no đơn chức một thở. No đơn chức một thở. Rồi, khi este no đơn chức một thở đem đi thủy phân thì chuyện gì xảy ra nữa? Thì chúng ta sẽ có được là tỷ lệ 1:1. Đúng không? Tỷ lệ 1:1 thì có nghĩa là mol của NaOH
sẽ bằng với mol của Esther và bằng 0,1. Được chưa? Vậy có gam, có mol, cô sẽ tính được mờ lớn của Esther. Cô lấy 6 nè, chia 0,1. Vậy cô ra được chỗ này là 60. 60 thì trong cái video trước, cái video ở cái phần thủy phân, cô có cho các em một số lưu ý. Nếu mà mờ lớn 60 thì Esther của mình sẽ có công thức phân tử là C2H4OO2. Được chưa? Vậy chọn được đáp án của mình là câu B. Câu 18. Đốt cháy hoàn toàn 1,1 gam STX thu được 11,2 lít CO2 và 0,9 gam nước. Rồi, câu 18 cũng là một câu kết hợp đốt cháy và thủy phân. Như vậy với cái câu đầu tiên nè, mình thấy nè, khi đốt cháy ester có mol nước và mol CO2 thì từ cái dữ kiện này chắc chắn chúng ta sẽ tìm được công thức phân tử của ester. Như vậy tới đây nè, tới đây là chúng ta sẽ tính giải quyết được vấn đề là tìm được công thức phân tử. Rồi, sau đó nếu cho 4,4 gam ester đó đi tác dụng với, tác dụng vừa đủ với 50 ml dung dịch NaOH1m thì tạo ra 4,1 gam muối. Tìm công thức cấu tạo. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ giải quyết cái vấn đề tìm công thức phân tử trước dựa vào cái phương trình đốt cháy. Rồi. Cô đi tính mol CO2 và mol nước thì cô thấy hai giá trị này bằng nhau và cùng bằng 0,05 mol. Được chưa? Như vậy đến đây cô sẽ lập nhanh tỷ lệ 1,1 gam ester, đúng chưa? Như vậy ở trên tử sẽ là 14N cộng 32 là phân tử khối của ester. Ở dưới mẫu là 1,1 bằng số mol CO2 và nước cùng là 0,05. Như vậy cô chọn một chất ha. Rồi đến đây cô sẽ tìm được giá trị N bằng. Rồi, chúng ta cùng kiểm tra cùng cô nha. Cùng bấm máy tính lên kiểm tra xem nha. Cộng 32 này chia cho 1,1. Như vậy đây cô sẽ tính được N của cô bằng 4. N bằng 4 thì cô kết luận công thức của mình đó là C4H8O2. Như vậy câu thứ nhất chúng ta đã giải quyết xong vấn đề về công thức phân tử. Rồi bây giờ chúng ta sẽ giải quyết đến cái ý thứ hai là khi thủy phân. Ở đây nó dùng cũng cái ester đó nhưng mà dùng một cái khối lượng khác, đó là 4,4 gam. Như vậy cô sẽ tính lại số mol. Như vậy cô có số mol của X nè bằng 4,4 chia cho m lớn của ester này là 88. Như vậy cô sẽ ra được là 0,05 mol. Được chưa? 0,05 mol. Rồi. Vậy đến đây, cô tính số mol của X nè, tác dụng vừa đủ với NaOH, vậy thì mol X và mol NaOH cùng bằng nhau là cùng bằng 0,05 mol. Rồi, đến đây chúng ta tính cho cô M lớn của muối RCOONa. Khối lượng là 4,1 chia cho số mol là 0,05. Như vậy ở đây cô sẽ ra được giá trị là 82. Như vậy 82 thì cô sẽ tính được giá trị R của cô là 15. Được chưa? Góc của cô tìm được là góc CH3. Như vậy từ đây cô kết luận công thức của ester đó sẽ là CH3COO. Rồi chúng ta đếm nè, ở đây đã 2C rồi mà tổng là 4C, đúng chưa? Tổng là 4C, như vậy trừ ra thì cái phần còn lại sẽ là C2H5. Đúng rồi, C2H5 đáp án mình chọn. CH3COCH5, câu B. Vậy thì trong phản ứng trong với những bài tập trong cái dạng ester hóa này á, thì người ta sẽ cho thế này, ví dụ như người ta nói là cho cái phần ester như trên màn hình các em thấy ha. Rồi hiệu suất phản ứng là 80%. Hiệu suất phản ứng là 80%.
Rồi, người ta sẽ hỏi là khối lượng este thu được, hoặc là để có được khối lượng este đó thì cần bao nhiêu khối lượng axit hoặc là bao nhiêu ancol, được chưa? Hoặc là có những bài người ta yêu cầu mình tính hiệu suất của phản ứng. Vậy thì để cho chúng ta làm nhanh á, chúng ta khỏi cần phải phân biệt là lượng thực tế hay là lượng lý thuyết như theo cái công thức mà chúng ta đã học, thì cô có một cái cách như thế này. Ví dụ như chúng ta chỉ cần phân biệt là đề yêu cầu tính khối lượng sản phẩm hay khối lượng chất tham gia thôi nha. Nếu tính khối lượng sản phẩm, nếu tính lượng sản phẩm thì chúng ta sẽ nhân cho hiệu suất ha, nhân cho hiệu suất. Còn nếu tính khối lượng tham gia, khối lượng chất tham gia thì chúng ta sẽ chia cho hiệu suất. Được chưa? Giờ cô sẽ áp dụng vào cái bài tập ha, chúng ta sẽ hiểu hơn cái chỗ này. Rồi, câu 19. Đề bài cho chúng ta là đun 12 gram axit acetic với một lượng dư ancol ethylic. Đến khi phản kết thúc thì thu được 11 gram este. Để yêu cầu tính hiệu suất phản ứng. Vậy thì đây, để yêu cầu tính hiệu suất như vậy chúng ta sẽ áp dụng thế này. Đây là cái khối lượng este thu được trên thực tế, được chưa? Tức là cái khối lượng này đã có hiệu suất trong đó rồi đó. Vậy thì phương trình cô viết ra như sau: axit acetic, rồi thu được este CH3 COO C2H5. Thì các em thấy là este này có 4C, este này 4C thì m lớn của este này là 88. Rồi, số mol của este chỗ này cô có là 12 chia cho 60. 60 là phân tử khối của axit đó các em. Như vậy đây, ở đây cô sẽ có được giá trị số mol là 0,2. 0,2 đúng chưa? Như vậy bài này là từ chất tham gia yêu cầu, tức là từ cái tham gia để suy ra cái sản phẩm, đúng không? Như vậy đây cô sẽ có nè, từ chất tham gia này cô suy ra sản phẩm là 0,2. Ở đây là hiệu suất 100%, nhưng mà bài này nó có hiệu suất. Tức là bây giờ tính sản phẩm thì mình nhân hiệu suất vào đây, được chưa? Như vậy lúc này mình coi cái H này, mình coi như cái H này là cái ẩn, được không? Như vậy từ đây cô sẽ có nè, 0,2 nè, nhân H phần trăm. Thì cái này á, này đang là số mol của cái este đó, nhân với m lớn là 88 thì sẽ bằng 11 gram. Vậy từ đây cô sẽ tìm được giá trị h phần trăm. Khi các em bấm ra nó sẽ có giá trị là 0,625. Thì ở đây mình đang nói cái chỗ này là đang là giá trị, cái phần trăm á là cái tương đối, cho nên các em sẽ nhân thêm 100% nữa ha, nhân thêm 100% nữa thì chỗ này cô sẽ có được giá trị là 62,5%. Được chưa? Như vậy nhớ nè, nếu mà từ tham gia suy ra sản phẩm, tức là chúng ta sẽ tính cái sản phẩm á, thì sẽ nhân lấy số mol nó nhân với hiệu suất, còn tính tham gia thì chia cho hiệu suất. Bài 20 cũng tương tự như bài 19 ha. Cho 6 gram axit acetic và 9,2 gram ancol ethylic. Ở đây đề cho cả hai số liệu luôn. Như vậy chúng ta phải coi là chất nào hết và chất nào dư. Sau phản ứng thu được 4,4 gram este, yêu cầu tính hiệu suất. Rồi, cô số mol tính được số mol của axit acetic. Cô có là 6 chia cho 60. Vậy đây cô có được là 0,1 mol. Số mol của ancol ethylic bằng 9,2 chia cho 46. Ở đây cô có giá trị là 0,2. Như vậy đây đó, ở đây chúng ta thấy nè, cái phương trình phản ứng giữa axit acetic và ancol là tỷ lệ 1:1. Tức là số mol phải bằng nhau. Mà đây chúng ta thấy số mol ancol lớn hơn thì chắc chắn là cái ancol này là chất dư và axit là cái chất hết, được chưa? Như vậy cô sẽ viết phương trình ngắn gọn ra thế này. Tức là chúng ta sẽ không dùng số mol của ancol để thế vào phương trình mà chúng ta dùng số mol của axit. Như vậy cô có nè, axit acetic nè. Tạo ra bên này là este nè.
M lớn anh đây là 88 nha. Rồi, số mol chỗ này là 0,1. Vậy tính qua sản phẩm, tính bên sản phẩm thì chỗ này cô sẽ nhân với hiệu suất. Được chưa? Rồi, đến đây cô sẽ có phương trình là gì? 0,1 nhân h nó đang là hiệu suất nha, đang là hiệu suất đang là số mol. Rồi, nhân với m lớn là 88 thì sẽ bằng 4,4. Vậy từ đây các em sẽ tính được giá trị h. Nhớ nhân với 100% nha các em. Như vậy cô sẽ có được giá trị là 50 à 0,5, 0,5 nhân với 100% thì chỗ này cô sẽ được là 50%. 50% đáp án là câu C. Câu 21 tương tự như câu 20. Nhưng mà ở đây nó thay đổi số liệu các em. Đề cho là 12 gram axit nè. 4,6 gram ancol nè. Rồi thu được 4,4 gram este, yêu cầu tính hiệu suất. Rồi các em cùng làm và dò đáp án với cô. Cô sẽ cho thời gian các em suy nghĩ và làm nhé. Các bạn nào, chúng ta đã có đáp án chưa nè? Bây giờ chúng ta sẽ sửa nhanh cùng cô ha. Số mol của axit acetic 12 chia cho 60. Chỗ này cô sẽ tính được là 0,2. Rồi, số mol của ancol ethylic 4,6 chia m lớn là 46 và chỗ này là 0,1. Vậy đây cô thấy nè, axit sẽ là chất dư, còn ancol sẽ là chất hết. Ha, phản ứng hết. Như vậy cô sẽ sử dụng số mol của ancol để thế vào phương trình. Rồi, chỗ này tạo thành este. M lớn 88. Rồi, cô những cái công thức este trên đó cô viết rồi ha, bây giờ cô viết chữ este thôi cho nó ngắn nha. Như vậy đây số mol là 0,1, vậy kéo qua bên phải đúng không? Bên phải và có hiệu suất thì nhân h. Rồi, nhân luôn m lớn 88 bằng 4,4, như vậy số liệu giống như trên kia. Ở đây các em sẽ ra được h của mình ở lấy giá trị tương đối thì chỗ này sẽ là 50%. Vậy đáp án vẫn là câu C. Câu 22. Đề bài cho chúng ta là 6 gram axit acetic tác dụng với 9,2 gram ancol ethylic. Như vậy cái kiểu này cũng giống như những bài trên chúng ta làm đúng không? Cũng phải so sánh số mol để xem chất nào hết và chất nào dư. Rồi, với hiệu suất 80%, bài này nó cho hiệu suất và nó yêu cầu tính sản phẩm. Ngược lại hồi nãy đúng không các em? Như vậy bắt đầu chúng ta làm ha. Giờ chúng ta xét số mol nha. Số mol của axit acetic là 6 chia cho 60. Như vậy đây sẽ là 0,1. Số mol của ancol ethylic 9,2 chia m lớn là 46. Như vậy ở đây cô có là 0,2. Như vậy axit của cô là chất hết nè. Được chưa? Như vậy cô sẽ sử dụng số mol này để thế vào phương trình. Như vậy cô viết ngắn gọn phương trình như sau. Cô cần axit thì cô viết axit thôi ha. Như vậy este cô thu được là CH3 COCH5. Rồi hiệu suất chỗ này là 80%. Như vậy cô thế số mol vào 0,1. Như vậy cô nhân chéo chia ngang thì bên này sẽ là 0,1. Rồi, tính bên phải là nhân với hiệu suất. Vậy 80% là giá trị tương đối thì bây giờ trong tính toán này các em đổi lại. Các em chia cho 100 đi thì sẽ ra giá trị tuyệt đối là 0,8. Tức là nhân với hiệu suất là 0,8. Rồi, nhân với phân tử khối là 88 của este này chúng ta sẽ tìm được khối lượng. Như vậy ở đây cô sẽ có được giá trị là 7,04 gam. 7,04 gam. Ở đây đáp án mình chọn là câu B. Được chưa? Như vậy 80, chú ý là 80 này là cái tương đối nha. Như vậy khi các em tính thế vào các phép tính đó, thì chúng ta sẽ dùng giá trị tuyệt đối là 0,8. Câu 23. Đây là câu cuối cùng trong phần toán hiệu suất điều chế este.
để cho chúng ta một cái mô hình thí nghiệm điều chế chất lỏng Y từ dung dịch X. Và chúng ta đoán luôn chất lỏng Y này là este đó, được chưa? Tại vì mình đang làm bài tập este mà. Vậy cô sẽ nói sơ lược và chút xíu về cái sơ đồ này. Ở đây chúng ta thấy trong cái bình cầu, bình cầu có nhánh, ở đây là nhiệt kế. Vậy thì trong cái bình cầu này nó sẽ gồm có các thành phần sau đây nè. Thứ nhất là axit. Ở đây chúng ta xem là đề nó cho axit gì. À, axit acetic, như vậy cô ghi luôn. Trong bình cầu này gồm có axit acetic nè, ancol ethylic nè, ancol ethylic nè, và H2S4 đặc làm xúc tác. Cái H2S4 đặc này nó có tác dụng là hút nước, làm cho cái phản ứng thuận nghịch của mình sẽ dịch chuyển về phía tạo ra nhiều este hơn ha. Rồi, cái sinh hàn này nó có tác dụng gì? Khi chúng ta đun á thì cái sản phẩm bắt đầu phản ứng nó xảy ra và cái sản phẩm este sinh ra, và cái hợp chất hữu cơ este của mình là dễ bay hơi, được chưa? Như vậy khi nó sẽ bay lên đây, đi qua đây thì nó sẽ bị ngưng tụ, bởi vì cái chỗ này là nước nước lạnh ha. Như vậy cái hơi este sẽ bị ngưng tụ và nó sẽ di chuyển xuống đây. Như vậy sang đây chúng ta sẽ thu được sản phẩm của mình là este. Và chúng ta đọc đề. Biết dung dịch X có chứa 3g axit acetic và 2,76g ancol ethylic. Có H2S4 đặc làm xúc tác, thu được 2,2g chất lỏng Y. À, bài này yêu cầu tính hiệu suất. Như vậy chúng ta bắt đầu tính số mol của axit và ancol nhé. Như vậy ở đây cô tính số mol của axit acetic 3 chia cho 60. Như vậy ở đây mình sẽ có giá trị là 0,05 mol. Rồi, số mol của ancol ethylic bằng 2,76 chia m lớn là 46. Ở đây các em sẽ có là 0,06 mol. Như vậy thì rõ ràng chúng ta thấy là axit là chất hết nè, còn ancol là chất dư. Như vậy cô sẽ viết phương trình ra ha. Chúng ta dùng số mol của axit thì mình sẽ viết axit ra. Rồi, este tạo thành là ethyl acetate. Bài này chưa biết hiệu suất. Rồi, số mol của axit là 0,05. Như vậy kéo sang phải là 0,05 nhân hiệu suất. Rồi, nhân với m lớn 88 bằng giá trị là 2,2g. Như vậy đến đây cô sẽ tính được hiệu suất của mình. Như vậy ở đây cô sẽ ra được là H của cô là 0,5 nhân thêm 100% nữa. Như vậy hiệu suất của cô chỗ này sẽ là 50%. 50%. Như vậy đáp án mình chọn là câu B. Phần bài tập về đốt cháy và điều chế este đến đây là kết thúc. Trong video này cô giới thiệu những dạng bài tập rất là cơ bản của hai dạng toán này. Các em cùng theo dõi và luyện tập. Mến chào các em, chúc các em học tốt.